Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tâm Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Rumani. Với sự thay đổi tích cực thì Đức hiện tại đang có chuỗi trận hủy diệt các đối thủ. Liệu Rumani có phải là con mồi tiếp theo của những cỗ xe tăng hay không? Hãy phân tích với chúng tôi trong video ngày hôm nay nhé! Sau kèo bóng đá Đức gặp Rumani tại trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Thời gian diễn ra là 1 giờ 45 ngày 9 tháng 10 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Đức gặp Rumani, phong độ của Đức 5 trận gần nhất. Đã 3 trận liên tiếp, kể từ khi huấn luyện viên Hansi Flick lên nắm quyền, đội tuyển Đức liên tiếp giành các chiến thắng với vô số pha lập công mà không để thủng lưới bàn nào. Đây là sự thay đổi quá tích cực và giúp người chơi càng thêm tin tưởng vào đội tuyển này. Phong độ của Rumani 5 trận gần nhất. Rumani cũng là đội tuyển đang có phong độ tốt ở những trận đấu gần đây ra sân tại vòng loại World Cup. 2 chiến thắng, 1 trận hòa là kết quả quá đủ để người hâm mộ có thể thêm kỳ vọng vào đội. Với sự hưng phấn cùng lối chơi đã được luyện tập rất tốt, Rumani hẳn sẽ là ẩn số thú vị trong trận đấu sắp tới. Soi kèo tài xỉu Đức gặp Rumani. Tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra chưa một của trận đấu là 1,5. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0,88 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,86 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 3,5. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0,98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0,83 nếu trận đấu ra xỉu. Đội tuyển Đức đang ghi rất nhiều bàn thắng trong các trận đấu gần đây. Một lối chơi tấn công phóng khoáng triển khai từ nhiều tuyến giúp các chơi của Đức thêm phần đa dạng. Ngoài ra, 3 trận hai đội gặp nhau gần nhất cũng có 2 trận ra tài và 1 trận ra xỉu. Đức là đội tuyển có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Rumani, vì thế trận đấu này nhiều khả năng sự chênh lệch sẽ thể hiện rất rõ và kèo tài nên đừng người chơi cân nhắc. Sắc kèo nhà cái châu Á. Ở trận này, nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 2,5, Đức nằm kèo trên và chấp Rumani 2,5 trái. Mức chấp này rất cao, tuy nhiên với sức mạnh vượt trội của đội tuyển Đức thời điểm hiện tại thì cửa trên hoàn toàn có cơ hội lớn để giúp người chơi ăn cược. Cộng thêm một yếu tố nữa là Rumani có khả năng phản công cực hay, vì thế có thể trận này những cỗ xe tăng sẽ thủng lưới bàn đầu tiên sau 4 trận. Theo tôi, cửa trên đội tuyển Đức phải kèo tài nên được người chơi cân nhắc. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đấu dành cho anh em. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng trước khi xuống tay. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mang đến chiến thắng. Dự đoán tỷ số trận đấu, đội tuyển Đức thắng 4-1 đội tuyển Rumani. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em nhớ chỉ nên xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.